Con đi con nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương. Nhà mình có cà với lại có rau muống cho con ăn cũng đỡ. Nhà mình nghèo quá, chỉ có khoai lang đào đất thôi con ơi. Mà khổ nỗi đất nhà mình đào lên toàn thấy giun, không không thấy khoai lang đâu hết. Bởi vậy con mới đi Sài Gòn kiếm tiền về lo cho má với mấy em nè. Ba lo cho mày lắm Trung ơi. Tại vì mày nói tiếng Kinh dở lắm con. Má sợ con đi lên Sài Gòn rồi người ta tưởng mày khùng, người ta bắt nhốt mày nữa. Nói chứ con cũng không muốn xa má, xa mấy em đâu. Cục vàng của má, Trung ơi. Má thương, má thương. Mấy đứa ở nhà giỏi nghe lời má nghe chưa, không có đi chơi nghe chưa. Còn má nè, lo giữ gìn sức khỏe, không rượu chè cờ bạc nghe chưa. I swear, má hứa, tờ rung, Dạ. khúc vàng của má. Dạ. Con ơi, con lên trên Sài Gòn, con nhớ là con làm ăn lương thiện đàng hoàng nha con. Tiền bạc đối với má không thành vấn đề đâu con. Má chỉ cần mỗi tháng mày gửi về cho má 10 triệu là đủ rồi nha con. Nhiêu đó là đủ mua muối với gạo ăn rồi con ơi. À, Mày hứa đi con. I swear. Tốt lắm con ơi. Lên trên đó là phải biết Anh ngữ nha con. Cục vàng của má. Con đi. Con đi hả tờ rung? Dạ. Khoan con. Thang 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 thang. Gì vậy má? Nó là cái ba lô mà ngày xưa ba mày đã tặng cho má lúc mới yêu nhau. Má sẽ trao lại cái niềm tin này của má cho con. Đeo vào người đi con. Dạ. Có cái ba lô này bên mình là cũng như lúc nào cũng có cha con bên cạnh. Tờ rung. Dạ. Hair good chip. Nhưng mà con Tà rung, tìm con chốn nào để thấy con luôn bình yên. Mẹ tìm nơi chốn nào để thấy con luôn bình yên. Mẹ tìm nơi chốn nào. Tà rung. Nắng quá à ta. Mình cố lên mới được. Nhà mình bây giờ trông cậy vô có mình phải làm kiếm tiền về lo cho má. Cố lên Trung ơi. Ây da. Cái gì vậy ba? Mày có đi không? Đi đâu? Sài Gòn. Ê ê ê chào ơi, chào tôi. Ê ê chào tôi đi. Ê chào ơi, chào tôi. Thank you.
Ui, mấy anh chạy gì ghê vậy? Tao cũng hết hồn chứ bộ. Tưởng thắng không kịp là mấm mày rồi. Ê, mới dưới quê lên hả? Dạ. Muốn kiếm tiền không? Thì muốn. Muốn hả? Dạ. Vậy đi theo tao. Dạ, đi đâu anh? Đánh lộn đồ chơi. Ôi, gọi đánh lộn gì ghê. Ê, gì vậy? Ui, mày làm gì? Mày làm gì? Làm cái gì vậy? Lâu quá em sợ anh ơi. Sợ cái gì? Cái này là đàn em của tao. Bữa nay á, băng của tao thiếu thằng nhân viên y tế. Nhiệm vụ của mày á, thấy thằng nào chết hút xác đem về. Thôi em không về. Ê, tao cho mày 500 ngàn. Cho 500. 500 ngàn. Ừ. 1 ký khoai lang 5 ngàn. 500 ngàn. 100 ký. Ủa nhà em ăn sao hết trời. Em đi, em đi. Làm đúng không? Em đi. Dạ. Theo tao lấy hàng. Dạ. Để lên. Để lên. Này chơi đấy. Chết luôn. Chơi khô máu tao. Dạ. Chơi luôn. Chơi. Chơi gì? Chơi luôn. Chơi. Ơi. 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 Bay gần rồi đó. Tao nói như thiếu đường muốn gian xin tụi bay luôn rồi. Tại sao tụi bay lấn qua lãnh thổ của tụi tao? Tao chỉ thả tụi bay qua bên địa bàn của tao một lần vào rằm tháng 7 thôi mà. Tụi bay nên nhớ, cái luật lệ này là có từ xưa tới giờ rồi. Tụi bay tính phá lệ giang hồ hả? Hả? Tao lại tụi mày. Vậy thì làm đi. Làm cái gì? Lại tụi tao. Tao nói lại. Thì lại đi. Tao nói lại. Thì lại đi. Tao nói lại câu hồi nãy. Thì mày nói lại câu nãy đi. Ba mẹ tụi mày. Chưa đánh. Tụi tao mới nha. Chưa đánh, mày xô quá vậy? Gì? Chưa đánh. Xin lỗi em không biết. Nói cho tụi bay biết, tụi tao là con người chứ không phải là cô hồn cát đáng. Chờ năm tháng 7 mới mở cửa cho tụi tao tới là sao? Làm gì vậy? Dạ em bắt trước. Bắt trước không? Chưa đánh à? Chưa có đánh mà. Chưa đánh. Ủa, tao nói gì giờ đó? Chưa đánh. Đánh rồi bây giờ. Bây còn nói gì nữa? Tụi bay còn muốn nói cái gì nữa? Tụi bay là giang hồ chợ cá hả? Rồi sao? Tụi bay quanh năm suốt tháng ăn cá hả? Rồi sao? Tao biết cá nó ngon mà nó có nhiều đạm lắm. Rồi sao? Rồi sao? Nhưng mà ăn nhiều quá không tốt nha tụi bay. Rồi sao? Kệ tụi tao. Đúng rồi. Tại vì tụi tao ăn chay cả năm nay rồi đó. Tao biết sao tụi nó ăn chay rồi. Nghe, nó nghe. Tại tụi nó là giang hồ chợ rau. Hèn chi, sáng nó cũng ăn rau, tối nó cũng ăn rau, chiều nó thích nó cũng ăn rau. Ăn rau ăn chay riết. Ăn rau rồi sao? Cho nó chết mẹ đi. Giang hồ chợ cá, quanh năm ăn cá.
tương lai khám khá. Khoan, khoan, khoan. Câu gì nghe hay quá vậy? Mày là lính mới, mày không biết. Đó là câu slogan bên khu chợ cá. Ê, mà quên nữa, mày là thằng bên khu chợ cá. Tao sẽ giết mày. Cầm một, cầm một. Hết, hết đau mới bắn mày. Trời ơi, tránh ra con mày má, tránh ra. Con mẹ tụi mày, thích đánh nhau lắm hả? Đánh cái gì đánh từ sáng tới tối vậy? Tụi mày đánh như vậy á, đánh là có kiếm ra tiền được không? Anh là ai mà sao đánh tôi vậy? Nó hỏi tao là ai kìa? Anh gì cả? Ui cá là cái gì vậy? Trời ơi, anh tôi, đánh tôi vậy? Thôi anh bình tĩnh. Thằng này là nó ở dưới quê nó mới lên. Em mới tuyển nó làm đàn em cho băng nhóm mình đó anh. Cái gì? Ai cho mày có cái quyền tuyển đàn em ở đây hả? Dạ, em biết ở đây là chỉ có mình anh Di Cá là có quyền hạn thôi. Còn tụi em là dạng em mút lỡ dạy cho anh thông cảm bỏ qua dạ. Mày lớn rồi đó, mày trưởng thành rồi đó. Dạ. Nhưng mà nè, dạ, anh nói với tụi mày bao nhiêu lần rồi, ăn cơm với cá thì phải có rau chấm mới ngon. Dạ em biết mà, dạ. Tụi mày thừa biết băng nhóm chợ rau chỉ là một phần nhỏ thôi. Dạ. Nhưng mà một phần nhỏ đó nó làm cho bữa ăn của anh thêm thú vị, hiểu không? Dạ em hiểu, em hiểu. Tại sao cứ chém giết nhau hoài vậy hả? Trời ơi nhưng mà tức lắm anh. Tức ơi. Cái gì? Nó cứ qua khu của mình ăn cắp cá hoài, chịu sao nổi. À, đúng rồi đó, cái điều này em xác nhận nè. Khu mực của mình nó còn lấy mà. Chứ sao nữa? Mày nghĩ coi ăn rau cả năm không ngán hả mày? Đúng rồi đó đại ca. Em ăn rau đi em đen thùi lùi luôn rồi nè. Mày chỉ dao vô ai vậy? Dạ anh Di Cá. Em ăn rau riết rồi, em ôm nhòm luôn anh Di Cá. Ủa gì sao mày mập như con heo vậy? Nếu tao ăn rau tao hộp được không? Mày nhiều chuyện rồi. Hả? Ai cho mày lên tiếng đây? Rồi là ngay đâu rồi. Mày lên đó. Anh nói tụi mày bao nhiêu lần rồi? Đã là anh em sống với đoàn kết với nhau, quan trọng là miếng ăn. Trời ơi, tụi bay ơi, tụi bay nên nhớ chúng ta là những con người thông minh, tìm cách cư xử cho thông minh một chút đi. Hả? Nè, mày đưa đói đúng không? Thèm cá chứ gì? Ăn đi nhóc, ăn xong á thu tiền bảo kê bên chợ rau về cho anh. Đại ca, quả đúng là đại ca. Anh lớn mà. Nguyên một nhóm trên 500 anh em mà đại ca cho nguyên một rổ có tới 3 con cá nục lận. À, anh em cho đại ca một tràng pháo tay đi nào. Lớn lên. Rút. Ủa mà hai anh làm nghề đâm thuê chém mướn hả? Trời ơi là trời, thời buổi này mày còn dùng mấy từ chợ búa nữa mày. Mày không nghe anh Di Cá nói hả? Tụi tao là giang hồ văn minh, giang hồ hiện đại, hiểu chưa? Ờ nãy giờ quên nữa, quay ra tao nói chuyện riêng nghe chút coi. Mày tên gì vậy? Trung tên Trung. Con nghĩ là cái tên nó giống như là Quynh Quynh, Tỷ Tỷ, Mùi Mùi, Chung Chung vậy đó. Không phải. Trung tên Trung. À tao biết rồi, mày khùng quá. Nó tên Trung, họ Trung, tên đầy đủ của nó là Trung tên Trung. Không phải. Trung tên Trung. Trời lại gì nhức đầu mày quá. Là cuối cùng mày có một chữ Trung, hai chữ Trung, mày giơ ngón tay tao biết coi. Trời ơi, một chữ Trung mà đưa ngón út thấy ghét à. Là một chữ Trung đúng không? Ờ à, thôi bây giờ giải phóng cho Trung đó Trung. Ê. Ê ê ê. 500 ngàn của em đâu? Ê ê ê mấy anh chưa đưa chung 500 ngàn. Ê khoan mấy anh chưa đưa chung 500 ngàn nữa. Nhiệm vụ mày là hốt xác ok. Ok. Mà nãy giờ không có xác nên không có tiền ok. Ok luôn. Rồi giải phóng. Lên xe. Nhưng mà chưa đưa 500 ngàn. Mày có bị điên không? Nhiệm vụ của mày là mày hốt xác mày mới có tiền. Mày chưa hốt xác, mắc mớ gì ai đưa tiền cho mày? Anh là nói em hiểu hơn nè. Anh nói không hiểu gì hết trơn á. Trời ơi mày khó quá vậy. Nói chung là bây giờ mày lên Sài Gòn, mày muốn tìm công việc ổn định đúng không? Chung muốn tìm công việc ổn định mà không quen biết ai hết, sợ lên đây bị người ta dụ. Giống như nãy hai anh mới vừa. Ý mày nói hai tao dụ mày hả?
Không có em. Tao nói cho mày nghe, mày lên thành phố rồi gặp hai tao là mày may mắn lắm rồi, biết chưa? Là sao? Tại vì hai tao là người tốt. Có nghĩa là giang hồ, mà là giang hồ nghĩa hiệp. Đúng như vậy, người tốt và giang hồ nghĩa hiệp. Nên bây giờ mình phải lên xe về nhà cho mày tắm rửa rồi mai dắt mày đi giới thiệu việc làm. Let's set. Ủa mà hai anh tên gì vậy? Tao tên là Xói Ca. Tao là Sủ Nhi. Tên Xói Ca nghe hay nè, giống Hàn Quốc nè. Sủ Nhi nghe kỳ kỳ lắm ơi. Sủ là trâu, Nhi là trẻ, tao gọi tao là trẻ trâu. Mà nghe nó sao sao đâu á. Mày nghe đi. Nhưng mày nghe trả 500 ngàn nha. Tao đánh mày bây giờ đó. Chào mấy đứa. Mẹ mấy đứa. Nhi Nhi. Tao nổi màu tóc mày bây giờ. Tao cạo đầu hay quay tên đâu. Tao xả nguyên đám tụi bay luôn đó. Tao cạo râu mày á, mày dễ mặt với tao. Mẹ mấy đứa. Trời, đông người mà húng gì? Húng gì mà kiếm chỗ kinh kinh hùng chứ. Nói gì mày? Đại ca mày lần nào? Bình tĩnh đi mà, người trong nhà. Hiểu hồn á. Cầm bú mặt bây giờ. À, bình tĩnh. Nghe anh mới vô nghề, bình tĩnh đi. Chỉ người ta mà xíu làm cái gì vậy? Xin chào anh chị, chào mấy anh em. Nhìn anh chị đẹp đôi dễ sợ ha. Tin đồng ngọc nữ. Mày khủng quá. Chuyện của tao mà xen làm gì? Cái đó người hôn nhau vậy gọi là tình yêu trong sáng. Ở quê chung, tình yêu trong sáng là phải chưa vô lùm. Quá thật kín đáo. Mày điên quá à. Bây giờ mấy cặp tình nhân bây giờ người ta thoáng lắm rồi. Tình nhân thì tình nhân chứ không lẽ kẻ thù ông đội. Không có nên. Ở quê chung là vợ chồng mới được làm như vậy. Là nam nhi ít nhất phải bắt cóc con gái người ta về rồi mới được hốt nhau. Hốt nhau trước khi cúng ma sẽ bị ma bắt hồn và trừng phạt đó. Cái gì? Hốt nhau? Cho mày nói chuyện ông trên núi xuống mày. Ờ. Có người trên núi mà dùng từ đó đó hả? Cái này là do Trung phát minh ra. Mày khùng mày. Mày dẹp cái vụ Trung phát minh gì đi. Mày điên quá, thời buổi bây giờ bắt cóc con gái người ta là ở tù á. Đúng rồi. Chứ nói mày nghe nè, người miền núi của mày á, người ta dừng bỏ hủ tục đó hết trơn rồi. Mày cập nhật thông tin mới đi. Vậy hả? Mà mấy anh dắt Trung đi đâu nhìn thấy ghê. Mày mệt quá, dắt mày về thập tam gia để gặp thập tam muội giới thiệu mày làm đàn em của tụi tao. Mà thập tam muội là gì? Xin chào các dân sĩ giang hồ. Lady and gentlemen, rất là vui khi sự có mặt đông đủ của các nhân sĩ giang hồ có mặt trong cái buổi ngày hôm nay. Tôi xin tự giới thiệu, tôi họ Hội, tên Đỏ, thích đấu chữ thập. Bạn bè gọi tôi là Hội chữ thập Đỏ. Nhiệm vụ của tôi trong hội là cứu thương, trợ tim và hô hấp nhân tạo cho những giang hồ đấu sĩ, đấu thua, chết lâm sàng. Bình thường, ở nhà phụ vợ làm nội trợ. Rất vui được chào đón tất cả các anh chị đã có mặt trong cái buổi ngày hôm nay. Please and thank you. Cười gì mày? Mày điên rồi. Điên, im. Cái gì cười vậy? Nói chuyện nhìn mặt không nhìn, nhìn lên tóc người ta làm chi vậy cười? Cười gì? Em đang cười, cười theo. Tôi thích bạn rồi đó. Hy vọng tôi hô hấp nhân tạo cho bạn được. Và bây giờ một chàng pháo tay thật lớn để đón chào vợ tôi, Thập Tam Muội. Thập Tam Muội, 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 Thập Tam Muội. Đừng. Đừng đỡ mẹ, để mẹ úp mặt thêm xíu nữa. Sao ngồi dậy đi? Nhục quá. Bà nằm bà còn nhục hơn nữa. Bà là đại ca giang hồ phải mạnh mẽ lên. Thẻ cái đuổi. Ôi ơi, thẻ cái đuổi. Thập Tam Muội, Thập Tam Muội, Thập Tam Muội, Thập Tam Muội, Thập Tam. Cảm ơn chồng, cảm ơn con gái đã phối hợp diễn màn kịch rất là hay này. À, mọi người có biết được cái ý nghĩa của màn kịch vừa rồi là gì hay không? Ai biết? Màn kịch vừa rồi có nghĩa là mình té thì mình phải tự đứng dậy, giống như cái băng đảng của chúng ta. Nào giờ
suy sụp biết bao nhiêu lần rồi, nhưng chúng ta vẫn có thể tự đứng dậy, đúng không? Hoàng hôn. Ui, làm gì nhìn ta dữ vậy mày? Cô ấy đẹp quá, trước giờ tôi chưa gặp ai đẹp giống vậy. Người ta là con nhà quý tộc cao sang, đẹp trai cỡ tao không dám mơ. Còn mày, cù lần xấu xí gặp trên núi xuống nữa chứ. Anh em của chúng ta hôm nay tụ họp ở đây gồm 6 băng nhóm. Bây giờ tôi xin mời đại diện của 6 băng nhóm điểm danh. Tôi là Gấu, chùm băng Chợ Gạo. Chợ Gạo, Chợ Gạo, Chợ Gạo. Mấy cậu em này bên nhóm Chợ Gạo nha em. Cái băng này được. Sao vậy em? Không có sợ chết đói. Tụi nó mở thêm đại lý cám sú nữa rồi. Tôi là Vinh Râu, chùm băng đảng Chợ Râu. Chợ Râu, Chợ Râu, Chợ Râu. Cái râu này là cái râu của nó hay là cái rau rau mình ăn? Muốn hai cái luôn được không? Mày liếc ai mày? Dạ xin lỗi chị, em làm cho nó ngầu. Ngầu má mày, biết mày phun nước miếng bạc tùm lum. Mời nhóm tiếp theo lên. Dạ em bà đặt chủ đề nè, nhớ làm răng lại nha, chừng trầy người ta đó. Dạ còn em là Hoàng Hí Hửng, là chị hai chị ba của Chợ Tình, đúng không mấy em? Xếp hình. Dạ. Trong tất cả các băng ở đây, em râu nhất là cái băng này. Sao vậy? Đúng chuyện cái là tụi nó xếp hình. Anh trai đi với em không? Thôi đi vô đi. Trời ơi đi không râu. Trời ơi bất vệ sinh quá trời vậy hả? Đi không? Trời ơi sắm nè. Thấy cưng quá. Cái này ủa như vậy luôn hả? Hay sao? À đi hả? Ôi đi hôn dễ thương nhiều, quá. Nhiều mấy này cũng quả quá rồi. Trời ơi thôi chị ghê quá thương anh đó. Trai núi nè, dễ thương quá, sẵn chặt dễ sợ. Thôi tôi nói đi nghe không? Đi hôn nè. Em tính giá rẻ. Dạ. Anh em trong nhà không mà chào mời nhau như vậy hả? Tôi thẻo hết bây giờ. Biến. Tôi là Phương Trọc, chùm băng Chợ Xâm. Chị nhìn em chị còn sợ mà, nói gì người khác. Tôi là Sáng Trời. Biết rồi. Chùm băng đảng thuốc tây phải không? Rồi đàn em nó đâu? Lôi nó vô nhà thuốc uống thuốc giùm cái đi. Nó hô một hồi văn phổi ra tan phá lấu nữa. Coi vậy chứ có mấy anh này trong nhóm đỡ lắm. Sao vậy? Cho nó đi ăn dạ được. Nó nghe nè, đi cá chưa tới hả? Thằng này lúc nào cũng trễ hết. Xin lỗi mọi người, tôi Di Cá, chùm băng Chợ Cá. Hôm nay em đẹp lắm. Chị 13, hồi đó em mới tới. Đó, hiểu vấn đề chưa mày? Bớt nằm mơ đi nha. Theo như các anh em chúng ta đều biết, thời gian vừa qua, băng đảng chúng ta vừa mới chinh phục được cái Chợ Gà. Hiện tại không có người tiếp quản. Đúng như trong điều 52 của luật giang hồ, thì chúng ta sẽ cử ra một người đại diện để tiếp quản cái Chợ Gà đó. Bây giờ mỗi băng nhóm sẽ cử người ra thi đấu. Ai thấy mình có khả năng thì cứ lên đấu. Người nào thắng sẽ tiếp quản Chợ Gà. Cuộc thi đấu bắt đầu. Tôi là Gấu, mình băng Chợ Gạo. Tôi là Heo, băng Chợ Xâm. Quỷ nào nãy tao ra vậy? Vô. Chưa tới tao mày. Dành chợ thôi mà, có cần triệt giống nồi luôn không anh? Có rau răm thì chắc ngon. Có ai đâu? Con quỷ nào giỡn ngay nha mày? Nó xô hoài. Có chuyện cho mày làm kìa. Làm gì? Hụt xác. À đúng rồi, 100 ký khoai lang, đúng rồi.
Ông phải, em làm nhiệm vụ. Không biết. Lao hả mày? Hả? Tụi mày uống gì? Xâm minh được không hả? Uống gì? Dừng lại! Tụi mày không biết nể nang chị Thập Tam Muội hả? Là anh em một nhà, thích đánh nhau lắm hả? Hả? Đây chỉ là cuộc tranh đấu thôi, cư xử có văn minh một chút đi, sống bằng cái đầu đi. Nhưng nó cầm cây thì sao? Ở đây có ai cấm? Thập Tam Muội có cấm không? Thằng đàn em của mày chưa chết mà. Ê, nãy giờ tao chưa lên tiếng hả mày? Đây là điều sử dụng cho băng chợ xâm. Xin phép chị Thập Tam Muội cho tụi tôi về trước để xâm lên ngực chị Hận. Xin phép. Ê, mấy thằng quỷ xâm mình này tính nó nóng quá vậy. Nóng nó mới xâm đó. Thập Tam Muội, để em. Mày nói cái gì? Tao nói để tao. Mày đứng im chỗ coi. Đi vòng vòng hoài tao chóng mặt quá à. Mày muốn cái gì? Mày đánh vô mặt tao đi. Mày tưởng tao không dám đánh mày hả? Thì bây giờ mày đánh đi. Mày... Sao? Có ai nữa không? Anh để sao? Thập Tam Muội, được không chí? Không ai lên đấu nữa. Vậy chắc Thập Tam Muội đã có kết quả rồi đúng không? Hay lắm. Một trận đấu thảm họa trong giới giang hồ. Nhưng mà luật thì vẫn là luật. Nếu như bây giờ không còn ai lên đấu nữa thì cái con này sẽ tiếp quản chợ gà. Cảm ơn chị. Đứng ra tôi làm nhiệm vụ cái coi. Xin lỗi chị 13, sau này em sẽ tổ chức nghiêm túc hơn. Chết chung rồi. Thằng này lính của ai? À, này là lính của tụi em mới tuyển á chị. Được không chị? Mới kết nạp vậy chị. Mày cũng là người trong hội. Cảm ơn mày đã đỡ cho chị một mũi dao. Từ nay về sau thằng này sẽ tiếp quản chợ gà. Wow. Ôi, quá. Mày tên gì? Trung, tên Trung. Mày tên Trung Trung hả? Ê, không phải chị, có một chữ Trung thôi chị. Tại nó trên núi chứ, nó nói chuyện nhẹ. Đúng rồi đó chị. À, vậy thì từ nay mày sẽ là Trung Gà, đại ca băng chợ gà. Lớn lên. Làm gì giờ sáng giờ mày ngậm cái muỗng hoài vậy? Đại ca thường thường người ta ngậm xì gà hay ngậm thuốc lá. Có cái muỗng sáng giờ ngậm hoài. Trời ơi, còn nút lên, lúc xuống, liếm lên, liếm xuống rồi. Tại chung muốn có một hình ảnh sạch sẽ mà. Tao không thấy sạch sẽ hả? Thấy mày liếm lên, liếm xuống muốn là sạch sẽ là sao? Mày làm sao mày giải thích tao hiểu, tao không biết gì luôn á. Thì ai cũng biết là khi ăn cơm phải cần cái muỗng đúng không? Mày đúng rồi. Mà ăn cơm thì phải húp canh. Thì mình làm cái gì? Múc. Múc.
Wow, thằng này ý nó cũng thấy ghê vậy ta. À, tao hiểu rồi, múc đúng không? Múc đúng không? Ý mày là múc là vậy đúng không? Đúng chưa? Thằng này ghê ta, vậy bố tao đi đâu tao cũng phải ngậm theo cái giá hủ tiếu á. Ô gì vậy? Để đụng là trụng. Vậy bố tao đi đâu tao phải đem theo cái sạn. Cái sạn làm gì? Đụng tao xào. Thôi dẫn chơi vậy vui rồi. Sáng giờ thâu được nhiêu tiền rồi mày? 30 ngàn thôi. Cái gì? Hồi sáng giờ mình làm cái gì mà có 30 ngàn vậy? Thì sáng giờ chung phụ bà con trong chợ là quét vác dọn vác nè. Rồi ai bệnh hoạn rồi chung cạo vối vắt hơi cho người ta. Tao cho chung 30 ngàn uống cà phê luôn á. Múc nè, múc nè, múc không? Múc, múc, múc. Ui, mày không má. Ý mày nói múc là mày cạo gió hả? Trời ơi trời. Ở trên núi là mày dùng mấy từ vậy hả? Tại chung thấy làm vậy bà con vui lắm á, thấy ai cũng vui hết trơn. Ai cũng vui. Bà con vui nhưng mà chị Thập Tam Muội không có vui. Cái nhiệm vụ của mày vô đây là làm đại ca chứ không phải làm ô xin, hiểu chưa? Trời ơi là trời, nói nó gật gật không biết có hiểu không nữa. Thôi giờ vậy, mày lấy tao làm người mẫu để mà mai mốt thâu tiền bảo kê nghe chưa? Bao năm qua ta đã có nhau, tình anh em mãi không nhạt phai. Bây giờ mọi người đưa tiền bảo kê cho tao chưa? Tình anh em luôn bền vững. Nhiều khi cố chấp khiến anh buồn, nhưng khi nóng tính khiến anh hờn. Nhưng người anh em ơi, sau đó ta lại cười vui. Tuy ta không sinh hôm nay cùng năm, vợ tôi là Thập Tam Muội làm cái tiệc này là để xả xui, và tiếp theo đó là để chúc mừng cho chung gà. Anh em mình nâng ly lên để 1, 2, 3 vô một cái cho sớm tụ chúc mừng cho chung gà. À, chúc mừng Thập Tam Muội. 2, 3, vô. Đứng lên nói gì đi. Mày đây. Mày thuộc chưa? Tao dặn nói gì nhớ. Dạ, chung xin được cảm ơn mọi người đã giúp chung có ngày hôm nay. Và chung sẽ bắt rắn cố gắng để hoàn thiện hơn. Cảm ơn mọi người nhiều. Đằng em tôi, đằng em tôi á. Tôi thấy hình như khi Trung lên làm đại ca mọi người không phục hả? Mọi người nên nhớ, trong giới giang hồ của mình rất cần những người nghĩa khí như Trung. Đúng không? Đúng ạ. Đúng không? Đúng. Mày làm rất tốt, ban chợ cá rất tự hào về mày. Ai lên làm đại ca, chị cũng cho ba nguyện vọng. Nói đi, muốn cái gì? Thiệt hả chị? Em muốn hỏi này được không chị? Tiểu thơ có chồng chưa vậy? Nếu chưa có, cho chung cưới tiểu thơ nha. Người ta yêu em thân không? Gì? Người ta thương em. Tụi mày làm cái gì đó? Và người ta đã làm cho em được những gì? Hay chỉ là yêu trên bờ môi? Toàn xin lỗi chị 13. Em đập mũi thôi. Rồi em lại lẻ loi. Mày bớt điên giùm tao với được không mày? Gì? Quay, mày muốn chết hả? Tao với Tiểu Thư đang yêu nhau. Trung không tin. Nếu anh với Tiểu Thư yêu nhau, tại sao hồi nãy giờ Tiểu Thư nhìn tôi cười quá trời kìa? Tại vì tôi thấy anh quen mùi trong bộ vest nên tôi nhìn cười vậy thôi. Thằng nhau quê. Mày nên biết mày nằm ở đâu. Thôi một tiếng, đại tỷ đi. Thôi. Đại tỷ. Vậy thôi, có gì đâu mà căng. Xin phép chị 13 cho em về trước, em có việc phải làm. Ừ. Ê Di Cá. Thằng Trung á, nó chưa có rành việc. Mày để Sói Ca với thằng Sửu Nhi đi theo nó đi. Chị 13 đã nói vậy rồi, sao em dám cãi lệnh? Chung gà. Rồi. Cái gì không biết cứ hỏi hàng để tao. Nếu cần gặp trực tiếp tao. Không bao lần gì cả. Dù mai sau đường đời đôi thấy, vẫn mong luôn nhớ nhau.
giận những khi buồn vui. Người anh em mà tôi quý bao năm trời, chia giận những khi buồn vui. Chỉ cần cái chợ gà được yên ổn, tôi sẽ giao cho chị. Yên tâm đi. Bên chợ cứ yên tâm. Thằng Trung coi vậy chứ nó có trách nhiệm và thật thà lắm. Thằng này hả? Nhìn mặt mũi nó hiền lành, làm được gì không đó? Dạ được. Hồi sáng Trung có ra chào hỏi bà con ở trong chợ mình rồi. Ai cũng khen Trung dễ thương thật thà hết trơn á. Chứ không có giống ông bảo kê cũ, nhìn mặt mũi láo hách dịch ai cũng ghét á. Nhìn mặt muốn đập vào. Cái gì mày? Mày nói ai? Tao là tao nể chị 13 không sao tao bẻ giò mày cho mày. Thôi bỏ đi. Thằng này nó thật thà, nó trên núi xuống. Tôi nói cho chị biết, đây là chuyện làm ăn lâu dài, chị nên nghiêm túc một chút xíu đi. Mày nói cái gì? Tiền tao đưa cho mày rồi, mày kêu tao nghiêm túc hả? Bao nhiêu dữ vậy? Thích không trả lại luôn, quỷ hợp đồng. Tụi bay tiễn khách. Mày nên nhớ, cái ghế mày đang ngồi là tao giúp đỡ mày lên. Bây giờ mày nói một tiếng quỷ là quỷ. Mặt mũi con 13 để ở đâu mày? Vậy cũng hơi kỳ ha. Lên. Lên gì bà nội? Đây có thằng nào cắn đâu mà lên. Mày điên hả? Mày cắn gì mày sáng thuốc hả? Tụi bay đâu? Lên. Thằng em thằng Trung đâu? Thằng em mày đâu? Thằng em đâu? Cái gì vậy? Cái gì là cái gì? Đâu hết rồi? Có đâu mà đâu hết. Bà đưa nó lên làm sếp sòng mà bà không tuyển đàn em cho nó. Bây giờ có một mình nó một chợ đó. Cái này trong quýnh bài người ta gọi là xì dách. Một phé một thôi. Đừng có tào lao nữa. Bây giờ làm sao? Chạy chứ sao, tào lao miết. Chết cha. Cùi bắp. Đi ra cho tao. Không ra. Từ khi mà có cái tên Thập Tam Muội tới bây giờ, đây là lần đầu tiên tao bị rượt đó. Ma nè, từ khi tao làm chồng của Thập Tam Muội tới bây giờ, đây là lần đầu tiên tao chạy mệt tới như vậy á. Có cần em qua đó lấy lại khu chợ gà không? Thằng đó em cũng ứa nó lắm. Từ từ đi, chị suy nghĩ lại. Thật ra đây cũng là lỗi của chị, chủ quan quá. Thằng này nữa. Dạ. Mày đại ca mày hiền quá, làm sao tao giao cái chợ gà cho mày được? Thôi em không làm giang hồ đâu chị ơi. Làm giang hồ thu tiền của bà con buôn bán cực khổ, thất đức lắm. Mày nói cái gì vậy? Mày có biết á, bà con mà được mình bảo kê á là may mắn lắm không mày? Đúng rồi. Để băng khác mà nó bảo kê là lấy bao nhiêu lần mày biết không? Ê hả? Chứ gì nữa, nhiều băng khác á nó còn ăn cho tiền góp, nó ăn lời mười mấy lai. Thôi được rồi, nếu chị nói như vậy em sẽ làm giang hồ tiếp tục. Em sẽ làm một đại ca có tâm. Cái gì như tuyên truyền vậy? Dạ. Rồi thôi được rồi, tao sẽ tuyển đàn em cho mày. Thôi, để em tự tuyển đàn em cho, không cần chị lo đâu. Được không đó? Chị cứ yên tâm, em sẽ tự tuyển đàn em để phục vụ cho bà con chợ gà mình. Cố lên. Tuyển đàn em đi, tuyển đàn em đi. Mãi vô, mãi vô, ai làm không? Tuyển đàn em đi. Ai không, anh chị ơi, anh đi. Anh làm giang hồ không? Làm giang hồ không? Không, làm giang hồ. Bao năm qua ta đã có nhau, tình anh em mãi không nhạt phai. Dù cho bao khó làm giang hồ không anh? Tình anh em luôn bền vững. Làm thôi, đã đánh tay hả? Nhiều khi cố chấp khiến anh buồn, nhưng khi nóng tính khiến anh hờn. Nhưng người anh em ơi, sau đó ta lại cười vui. Tuy ta không sinh ra cùng tháng cùng năm, không cùng cha cùng mẹ với nhau, nhưng tình anh em ta như chung một dòng máu.
dù cho mãi sau có thế nào, dù cho mãi sau ai xa. Đúng là thằng nhà quê vô tích sự, chẳng làm được con mẹ gì hết. Khu chợ gà này, trước sau thì tao cũng phải thâu tóm được nó. Số gà xuống nhì, hai thằng bay ở lại khu chợ gà này, coi tình hình sao báo tao biết. Nhưng mà nè, tao cấm hai thằng bay tiếp xúc với thằng nhà quê đó. Kể từ bây giờ trở về sau, nó không còn nằm trong danh sách những thằng đàn em của tao ở khu chợ cá nữa. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Ok con TT. Yeah, con gà nha. Tốt lắm. Ô, đi nhậu chứ hả? Dạ, chuyện đó đem lo. Con thấm đầu ngon nè. Ngon, anh thích. Đi. Mong mình luôn nhớ nhau. Người anh em mà tôi quý bao năm trời. Chỉ sợ những khi buồn. Wow. Qua thì qua chứ sợ con ma nào. Chưa có gì mày. Trời ơi trời. Hồi đó giờ tao có thấy kiểu tiễn đàn em như mày vậy. Ở đâu ra cái trò này vậy? Trung phát minh đó. Thằng này nó có những phát minh độc đáo thiệt luôn á. Chưa đâu gì. Nãy em ngồi đây mình buồn quá, thấy hai anh vui quá, vui quá. Rồi 500 đây. Gì vậy? Thì kêu đưa thì đưa đi. Nè, tao 500, Sủ Di 500. Gộp lại 1 triệu nào, lấy 1 triệu này bắt xe về quê đi. Thôi, em không về quê đâu. Đàn em chưa tuyển nữa. Mẹ em với mấy đứa nhỏ ở nhà. Về tiền đâu lo cho mấy người đó. Tụi tao xin lỗi. Chúng đâu có làm lỗi gì đâu anh xin. Thằng con chị muốn nói với mày. Trả 500 mày. Mày nhớ dai mày. Sao tao điên hả? Ý của anh em tụi tao là có nghĩa là đưa mày vô giang hồ rồi. Thấy mày lúng lầy quá, muốn kêu mày đừng vô giang hồ nữa mà. Đâu có gì đâu lầy anh. Tính chung đi tới đâu tính tới đó. Ồ, không nhận nói chuyện mới trên núi mệt thiệt luôn á. Thôi giờ nói chuyện quạch tẹt với mày luôn nè. Là bây giờ á, là mày đang bị nguy hiểm á. Thằng Di Cá bây giờ nó đang muốn chiếm cái chợ gà này. Và bây giờ nó muốn nghịch phản lại với chị Thập Tam Muội. Không có đâu, anh Di Cá tốt cho em lắm á. À, anh mua bộ đồ cho em mặc đẹp không à? Cái áo lạc này mua, cái quần này tao mua luôn á. Không ai tốt như mày đâu. Cái chuyện này á, tốt nhất mày thông báo cho Thập Tam Muội biết. Với điều kiện, mày đừng có nói là tao với này nói mày nghe nghe chưa. Không được đâu, đàn em còn chưa tuyển nữa, chưa kiếm được tiền. Kêu ảnh từ từ tạo hoãn đi. Trời ơi trời, nói chuyện ở trên núi mệt quá. Không, bây giờ đừng căng thẳng nữa, thả lỏng rồi đi. Tối nay tụi mình đi nhậu. Không nghe Di Cá nói hả? Cấm tuyệt đối tao với mày nhậu chung với nó. Mày khùng quá, mà đi nhậu bây giờ khai giọng biết không ông La. Đi. Thôi anh đi đi, tối nay em có hẹn rồi. Hẹn cái gì? Trên đây mày quen ai mày hẹn? Mày hẹn ai? Tiểu thơ. Trời chơi như này chắc có ngày mang quạ quá ta. Mỗi người cho mượn 500 tối nay đi chơi đi. Không có tiền. Hết tiền. Được 1 triệu đi. Rồi đó. Yeah. Cảm ơn ha, Sói Ca Sử Nhi. Quay. Nó mượn mỗi thằng 500 mà. Mày nhớ dai quá mày. Mày tính tao điên hả? À. Thôi vô tiền đi chơi á, còn tao mày đi nhậu. Đây. Anh Trung. Ủa, Tiểu Thơ tới rồi hả? Tôi đợi Tiểu Thơ hồi nãy giờ lâu lắm rồi đó. Bữa nay Tiểu Thơ đẹp quá. Vậy lỡ như một ngày em xấu đi thì sao? Thì Tiểu Thơ cũng là Tiểu Thơ, chứ đâu thành Tiểu Nhị đâu. Còn bữa nay Tiểu Thơ hẹn tôi ra đây có gì không dạ? Người ta yêu em thân không, người ta thương em nhiều không, và người ta đang. Em cũng không biết nữa. Sao bữa nay tâm trạng Tiểu Thơ buồn buồn vậy? Ai ghẹo Tiểu Thơ phải không? Nói tôi nghe đi, tôi múc nó cho Tiểu Thơ coi. Anh Trung, có anh mới biết em buồn mà thôi. Trong buổi tiệc anh cả gan dám nói muốn cưới em làm vợ. Bộ anh không sợ hả?
Sợ gì, tính tôi có làm sao, tôi nói như vậy thôi à. Tôi thấy Tiểu Thơ nhìn tôi hoài, tôi thưởng Tiểu Thơ thích tôi. Nhưng mà tôi biết tôi chỉ là người đến sau anh Di Cá mà thôi. Nhưng em không yêu Di Cá. Anh Di Cá phản bội em, tôi yêu nhiều cô gái khác. Em đã biết và khóc rất nhiều rồi. Nhưng vì sự nghiệp của ba mẹ em, thì sợ ba mẹ em buồn nên em đành phải âm thầm chịu đựng. Anh Trung, cảm ơn anh đã đến bên em. Thôi thôi thôi, bây giờ tôi không muốn nghe mấy chuyện buồn bã đâu nữa. Bây giờ để tôi kể cho Tiểu Thơ nghe cái chuyện vui được không nè? Chuyện này vui lắm. Tôi nói mà kể ra là Tiểu Thơ cười liền luôn. Tôi nghe chuyện này mà tôi muốn kể người ta nghe mà tôi cười 4-5 lần rồi đó. Trời, tôi tự tôi cười mình tôi luôn á. Tôi muốn nói là tôi yêu Tiểu Thơ. Đừng bôi tin những câu nói ông bướm của biết bao chàng trai. Cảm nhận đi để thấy ai sẽ trao em trái tim lâu dài. Anh sẽ không hét lên với thế giới anh yêu em. Nhưng anh biết anh sẽ không buông tay em. Và rồi anh sẽ không nói không mà chẳng che cho đời em. Mà anh sẽ nắm lấy tay của em mỗi khi em thấy buồn. Anh sẽ đi với em đến lúc hết con đường đời. Tình yêu anh trao em đơn giản như thế thôi, không cao sang xa vời. Tình yêu anh trao em đơn giản như thế thôi, không cao sang xa vời. Mau điện thoại ra chụp hình lại đưa Di Cá coi là có phim hay luôn á. Ừ, cái này là có chữ ác chiến luôn á mày. Mắt trống rồi, đứa nào lấy điện thoại không đâu. Ờ. Rồi có phim coi. Đó. À, à, à. Đủ rồi. Đủ nha. Lát nữa anh dắt em về cúng ma sao nha. Chưa, nãy tụi nó tình cảm ghê chưa? Tụi nó tình cảm mà em muốn bị cảm luôn rồi đó. Cũng xui á, là cái tài nhiếp ảnh của em nó không có được cao cho lắm. Chứ không là nó còn đã nữa. Anh coi trực tiếp đã lắm. Ê, chắc mốt tụi mình phải đi học một lớp nhiếp ảnh quá tụi mày. À anh à, em nghĩ anh nên bình tĩnh lại. Bởi vì em biết lúc này anh có thể là rất là nóng. Nhưng mà phải bình tĩnh nghe tụi em thuyết trình về những cái bức ảnh này. Anh biết là đằng sau cái bức ảnh này á là cả một không gian cực kỳ lãng mạn. Nó kết hợp với những ngọn nến lung linh và một nụ hôn nồng cháy. Tay chạm tay, môi chạm môi. Rồi sau đó... Gì nữa vậy mày? Hả? Nó hôn nhau trên cầu mà nến ở đâu ra cho mà tụi bay tả? Bây giờ mình diễn giải mình phải cho một chút gì đó gọi là sinh động như thế anh. Không có ai đi cầu mà thắp nến hết á. Mà nói chung là quan trọng nó hôn nhau say đắm đó. Mà sau khi nó hôn thì nó làm cái gì thì anh biết rồi. À! Cái đó là điện thoại của em mới mua, lại của bạn em đó. Thập Tam Muội, bà hay lắm. Nếu như bà không đồng ý thì làm sao tụi nó dám gì vậy hả? Thập Tam Muội, nếu như mà bà không cho phép thì anh Di Cá đâu có đập điện thoại của tôi chứ. Ây da, anh Di Cá. Cái gì? Anh nói cho anh nghe nè. Nếu như mà theo suy đoán của em á thì thằng Trung nó sẽ cưới Tiểu Thư, đến lúc đó nó sẽ leo lên làm bá chủ. Vậy thì em hỏi thử anh chứ, nó lên làm bá chủ rồi ai sẽ trả cái điện thoại này cho em chứ? Mày đi chết đi. Thập Tam Muội, Thập Tam Muội, không biết kiếm cái gì để tặng cho Tiểu Thư nhân ngày sinh nhật cho ta. Kiếm cái hòm cho mày á. Mày lì quá vậy, công nhận này điếc không sợ súng này chứ. Nhưng mà nói gì nói thì soái ca đây cũng sẽ giúp tư vấn cho mày cua Tiểu Thơ. Hết chuyện nghe lời này ai, nghe lời thằng soái ca. Nó soái ca nó bị soái chán rồi có. Nó là chuyên gia bị gái bỏ luôn, nó nói mày nghe. Nghe lời tao nè,
Tao chỉ mày cái tiệm bán gấu bông bên kia đường, bảo đảm mày mua, tiểu thư thích mày liền. Theo tao. Cái gì vậy? Ê ê ê, tụi mày tưởng tao là bùng binh hay sao mà chạy vòng vậy? Cái lũ chó tụi mày, tao không thể nói chuyện với nhau đi. Nhìn tụi mày biết người quen rồi. Tụi mày đừng có chơi chó đẻ vậy chứ. Thì bây giờ sao? Ai biết. Má nó thằng Di Cá, nó muốn giết tụi mình mà. Bây giờ mệt quá, thắng xe lại, đi xuống anh lộn, chạy vòng ngoài nhức đầu quá. Xuống đây mày. Dám ăn hiếp đàn em của tao hả? Tụi bay có sao không? Đau quá chị 13 ơi. Cái tụi truy sát tụi bay lúc nãy có phải là băng chợ gà không vậy? Hả? Tụi bay không nói á, để tao nói cho. Dạ chị, người nhà của mình luôn á. Mẹ nó. Gà nhà mà cũng chơi nhau đúng được cái lũ súc vật. Bớt nóng đi. Hôm nay tôi thấy ông nóng hơn tôi rồi đó. Cũng nhờ xói cay với Xuân Nhi em mới biết là anh Duy Cáo muốn kiếm khu chợ gà. Bởi vậy bữa nay anh mới cho người ám sát tụi em luôn nè. Trời ơi trời, dính tới tên tụi tao chi mày. Đến phút này mà còn sợ con mẹ gì nữa. Nó muốn giết mình, nguyên là nó biết rồi. Thôi được rồi. Tính cái thằng chó nó tao biết quá mà. Từ lúc mà tao bị ám sát tao đã biết nó rồi. Tao cố tình để mày lên chức á, kích thích cái sự ganh tị của nó. Tao không ngờ nữa nó ra tay sớm như vậy. Ô mà sao bữa nay chị biết tụi em gặp nguy hiểm mà chị tới cứu tụi em vậy? Thì thằng Di Cá gọi tao. Chị 13. Nói. Chị đi cứu một chú gà gấp. Nó bị tụi bịt mặt á, đang truy sát. Em vừa mới nhận được tin nè, giờ em chạy tới đó liền đấy. Chị biết băng nào làm không? Em cũng không biết nữa. Nghe phong phanh là tụi bên nhóm chợ gà cũ á. Mẹ nó. Con nít mà nó cũng không tha nữa hả? Được rồi. Gì vậy? Quay, tôi không có làm gì bà hết nha. Tôi khỏi ở với bà suốt, tôi không có đi đâu hết. Đừng có nghe ai đồn là bậy bạ rồi bà lấy súng bắn tôi nha. Tào lao quá. Cái gì vậy? Thằng Trung nó bị truy sát rồi kìa. Thằng Trung hả? Khoan đã. Chuyện lấy súng ra là chuyện lớn đó bạn. Suy nghĩ kỹ nha bạn. Hàng nóng là chuyện lớn lắm luôn á nha bạn. Rồi sao? Bạn muốn chơi hả? Ừ. Tôi với bạn chơi. Đi. Nhanh lên. Mày gan lắm, mày dám gọi điện thoại cho tao hả? Cái chiêu Dương Đông kích tay tao dạy cho mày, bây giờ mày chơi tao. Thì đúng rồi. Hồi đó chúng ta thường chơi trò đó. Nhưng mà nhân vật chính là khách hàng. Còn bây giờ nhân vật chính là con gái của bà. Mày. Mày sao? Tức quá nó không nên lời luôn hả bà chị? Nếu bà muốn mạng của con gái của bà còn toàn thay, bà ngoan ngoãn ký vô tất cả tài sản của bà chuyển qua cho tôi hết. Và quan trọng hơn nữa là bà chính thức phong cho tôi làm ông trùm của thập tam gia. Mày đang đâu? Tôi đang ở nhà bà đó. Bà hết hồn chưa? Hết hồn không? Quá hết hồn chứ gì. Nhắc lại cho bà nhớ nè, muốn con gái của bà toàn thay, ngoan ngoãn đừng làm phật ý của tôi nha. Tại vì sao? Tất cả những đàn em của bà đã về phe của tôi hết rồi. Dán bài lật ngửa. Alo. 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 Mẹ nó. Chuyện gì vậy chị? Có phải anh Di Cá bắt cóc tiểu thơ không chị? Chó nó bắt tao phải trao quyền cho nó. Nó mới thả con gái tao ra. Mẹ nó. Tôi đang nóng nè. Bà cho phép tôi nóng chưa? Hả? Thấy rồi. Con gái tao canh vàng lá ngọc mà dám bắt cóc. Gì cả tao bắn nát sọ mày. Suy nghĩ cái gì nữa? Người nó muốn giết là Trung nè. Bây giờ có bao nhiêu mình chơi bao nhiêu. Đi tới đâu tính tới đó. Đi. Ê tao biết cái tính mày là vậy nhưng mà phải từ từ rồi tính. Bây giờ mày tính làm sao? Còn tính cái gì nữa chứ? Giải cứu tiểu thơ đây chứ. Lên. Tiểu thư ơi. Em đẹp quá. Em còn ngon lắm anh biết không? Hả? Hả?
Em muốn nói chuyện hả? Thôi được rồi, để anh tháo ra cho em nói chuyện nè. Từ từ để em đau nha. Anh cưng lắm. Uổng công bao lâu nay hợp tâm mũi tin tưởng anh, bây giờ lại em mua lật đổ như vậy. Tiểu Thư à, sao em lại nghĩ anh là một thằng như vậy hả? Lỗi là không phải là của anh. Em nên nhớ, lỗi là gia đình em và thằng nhà quê kia. Mày tính qua mặt tao hả? Anh có biết anh đang nói chuyện với ai không hả? Mày tin tao bắn nát ốc mày không? Tụi bay có mắt nhìn không? Tao có súng. Tao bắn tụi bay xong tụi bay trị thương cho tụi bay nữa hả? Làm ơn đi. Biết chưa? Hay lắm. Giỏi. Thương nhau quá ha. Đoàn kết lắm. Tụi bay tưởng tụi bay kéo nguyên sớm tụi bay tới tao sợ tụi bay hả? Thả con gái tao ra. Tao không thả thì sao? Trung tưởng trên miệng của Trung, chỉ có bắt cóc rồi mới cưới chứ. Ở đây cũng vậy luôn. Ê, thằng nhà quê, mày bớt ăn nói tào lao lại đi. Mày nghĩ để trở thành một ông trùm của một băng đảng là đơn giản lắm hả? Mày có biết là sự xuất hiện của mày á đã làm cho kế hoạch của tao chuyển sang một phương án mới. Nhưng mà không sao, tao thích phương án mới này hơn. Nó nhanh và rất đơn giản, không cần phải mau mè. Tao biết âm mưu của mày từ lâu rồi, nhưng tao chưa muốn vạch trần mày. Tao vì con gái của tao luôn tạo điều kiện cho mày làm điều tốt, nhưng mà cuối cùng mày cũng tạo phản. Bà nói điều đó thì có ý nghĩa gì? Cái tôi cần bây giờ á là vị trí của bà, hiểu không? Là biết tính của vợ tao mà, có bao giờ bà lấy anh em ra làm vật sang nhượng đâu. Con gái tao mà có mệnh hệ gì, tao với mày sẽ thỏa thuận với âm phủ. Mày muốn là được hả? Ê, sao thấy tụi mình giống như con cờ trên bàn cờ quá vậy? À, mày nói tao mới để ý, tao thấy tao giống con chốt quá. Mày điên rồi, mày nghĩ sao mày được làm con chốt? Con chốt á là Tiểu Thư đang ngồi trên sân khấu kìa mới gọi là con chốt. Tôi bị khùng hả? Cái đó là võ đài để thi đấu, chứ không phải sân khấu để biểu diễn. Tụi bay tính tụ họp là hát karaoke hả? Đúng rồi đó. Tụi bay nghĩ làm sao vậy? Tụi bay thì một đống, tụi tao có một nhóm mà. Ba thằng bay rảnh á, qua đứng chung cho vui nè. Tụi tao đứng kiểu này sợ ma chết. Em xin lỗi anh chị, coi như em chưa nói gì đi. Tụi mày bớt nói nhảm lại đi. Mấy đứa lên. Mẹ chạy đi kệ con. Tiểu Thư, anh sẽ cứu em. Ê, mày có BD không? Tôi BD hả? Muốn thử không? Ê, nè. Gì vậy? Nó đã đang vậy rồi còn khích nó làm chi nữa? Khổ nhục kế của tôi. Kế gì? Nè, nếu không có BD á thì bản lãnh lên chút xíu đi. Tại sao quýnh hội đồng tụi tao? Mày bản lãnh thì một cái là đang trúng gà nè. Tôi tin tưởng chú. Tôi có cảm giác là ông coi thường thằng này quá. Ê, thằng nhà quê, bước lên. Cái gì? Mày hù tao hả? Không quan nhượng. Trúng gà, 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 trúng gà. Gì cả? Uổng công lúc nào tôi cũng coi anh là đại ca, nhưng hôm nay tôi sẽ hạ anh. Mày nói nhiều quá, đánh đi. Anh Dung, đứng lên, đứng lên, đứng lên, đứng lên. Tiểu Thư khóc kìa, khóc lớn lên em, khóc lớn lên đi. Ê, ổn không mày? Chứ tao đi chung với nó tao bị rượt hoài á. Chị yên tâm đi, thằng này trên núi võ công cao cường lắm,
Bởi vậy em mới xuống núi nè. Sao mày biết? Đúng rồi đó chị, em coi trong phim á, thường em thấy mấy cảnh gì nè. Em có chị coi như chưa nói gì đi. Không, lên lên. Bị ca, đừng mà, tôi xin anh. Cái gì? Cầu cứu Giang Sinh? Yêu nó lắm hả? Tại sao không yêu tôi? Xoay ca Sủ Nhi, lên cứu tiểu thơ đi kìa. À, tới liền. Là sao? Anh Dung cứu lên anh. Anh Dung ơi cứu lên anh Dung. Anh Dung ơi cứu lên. Anh ơi cứu lên. Hai đứa mày đang đóng phim hả? Mày kêu nó cứu lên, tại sao mày không kêu tao cứu? Anh đi đi, chú không muốn giết anh. Mai sau đường đời đôi thay, vẫn mong mình luôn nhớ. Dừng lại. Người anh em mà tôi quý bao năm trời, chỉ sẵn những khi gì cả. Mày còn non lắm, dán bài lật ngửa. Thập tâm bội, muốn chết thì cùng chết. Đừng giận thua và đừng nghĩ suy xem ai hơn ai để rồi mất nhau. Chung gà. Ê, vậy nó muốn nói gì kìa? Cái gì? Chung chưa chết, đưa Chung đi gấp cứu. Nó đồ gì là nó không có chết rồi, đưa đi gấp cứu đi. Đi. Xin lỗi, chúng tôi đã cứu được anh ấy. Trời ơi, hết hồn. Anh, sao giờ nãy không đi ngủ mà anh làm gì vậy? Anh đang cúng ma để mình. Cúng ma cái gì mà cúng, đi ngủ lẹ đi. Làm gì mà vội vàng quá vậy? Lẹ lên. Anh Dung, anh bị gì vậy? Ngập thở quá. Trời ơi, anh này ngập gì nữa hả? Trời ơi, chết anh rồi, nó không được. Người ta không sinh ra cùng tháng cùng năm, không cùng cha cùng mẹ với nhau, nhưng tình anh em ta như chung một dòng máu. Dù cho mãi sau có thế nào, dù cho mãi sau ai sáng giàu, luôn kề vai với nhau như anh em một nhà. Là anh em thân với nhau, khó khăn mình phải có nhau. Đừng hơn thua và đừng nghĩ suy xem ai hơn ai để rồi mất nhau. Dù mai sau đường đời đôi thay, vẫn mong mình luôn nhớ nhau. Người anh em mà tôi quý bao năm trời, chỉ giận những khi buồn vui. Người anh em mà tôi quý bao năm trời, chỉ giận những khi buồn vui. Mình phải có nhau, đừng hơn thua và đừng nghĩ suy xem ai hơn ai để rồi mất nhau. Dù